Chuẩn bị kẹo chết nè mọi người. Không, anh chết làm sao được, chết làm sao được. Anh phải hạ người tâm một chứ em ơi. Từ từ em ơi, hôm nay làm video cho anh em hai combo súng. À quên, hai cây súng đó là Scar với lại MP40. Dễ lấy top 1 nhất mà anh không làm được top 1 thì ai tin nhở. Ui dồi, ui dồi. Mua nick Free Fire lên quân, tới ngay sucsikẹo.vn đền bù 100% với tài khoản lỗi. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha anh em ơi. Ui, vãi lúa. Giết nó, ui dồi. Anh vứt tâm thì bọn này easy em ạ. Cơ bản là đầu trận thì cây N94 thì nó vứt tâm vẫn rất là tốt luôn anh em. Vì là kẻ địch là chưa có mũ cũng như là chưa có giáp nha mọi người. Để mình coi nào, Scar này. Ui, phê chơi anh em ơi, có Scar rồi nè. Ui, vãi cả, chỗ này làm sao. Ui, thằng nó đứng làm gì nhỉ? Nó đứng đấy nó chơi đó em. Anh bắn nó phát một luôn em ạ, đơn giản mà. Ở bên trên này đang còn người này. Ui ui, ok. Từ từ cái nhở. Lượm cây mà bên năm anh em. Ui, chưa kịp lượm phát luôn có người này. Ấy, đứng lại. Áo vàng này, ui dồi, áo cam, áo vàng thì lên bảng điểm số cả luôn anh em ơi. Mấy thằng rơm rơm này tuổi gì phải không nào. Mình sẽ lên trên này và anh em ơi, ở trên là kẹo không thấy ai nữa cả luôn. Thế nên là cứ từ từ thôi anh em. Mình sẽ qua phía này. Tình hình là anh em ơi, chúng ta không nên lút đổ vội khi mà hạ gục mạng xong. Bởi vì là mình nghĩ là khu này thì vẫn đang còn người nhá. Chắc là hết người rồi đó anh em. Ten Ten đang cố lượn lờ quên nào. À đây rồi. Ui, vãi trưởng. Em ơi, nó sau nhà đó em. Từ từ đây. Rồi ok, bình tĩnh nào. Ơ, nó chạy qua bên kia rồi kìa. Chờ anh tí, qua vả nó luôn em ạ. Bọn này mày tính trốn đâu. Đó. Ui, nó dựng bóng keo kìa. Ok ok, ui ui ui. Anh ơi em sợ, anh ơi em sợ. Vãi cả trưởng. Mày làm sao, mày làm sao. Con lợn này. Nó đang ngay dưới đó mày. Đấy, nó qua cái nhà này anh em. Ok ok ok. Rồi nhá. Bây giờ nhá là coi anh chạy xuống anh xử nó luôn này. Ui ui. Nó đâu vậy? Nó đang ở dưới đây em, nó bắn anh kìa. Vãi. Nằm sụp con máu anh em ơi. Chắc là anh qua lại đây xíu xem nào. Xem có đồ gì tranh thủ anh lượm luôn. Đó, quan trọng là quần máu đã. Đầy máu luôn thì cần gì phải ngại nữa nhở. Ten ten ten. Ra ngoài thôi anh em ơi. Ra ngoài chờ nó lên nó nhỉ. Ok này. Đồ đạc của kẹo bây giờ là đang khá là ổn rồi anh em. Hello hello. Thằng bé đâu vậy ta nhở? Nản ý. Hồi nãy nó ở dưới mà. Thì chắc là bây giờ nó vẫn đang ở dưới đó em. Nó chưa chạy xa được đâu. Mày này, câu liệu chơi vậy em. Mình là nhà nhiều liệu choáng mà em. Ngại gì. Qua đây xem nào anh em ơi. Tình hình là không thể trúng nó. Uầy. Mà từ nãy giờ đây đây đây. Bây giờ mới có một cây MP40 anh em ơi. Thì hôm nay trong cái video này chúng ta sẽ cùng bàn luận về hai cây súng. Nó tạo thành một cái combo dễ lấy top 1 nhất trong game Free Fire luôn. Đó là Scar với lại MP40 nha anh em. Em thấy nó chưa nhở? Chưa, em vẫn chưa thấy nó ở đâu hết á. Anh lại không thấy luôn, chả hiểu sao thằng bé này nó cái trốn đi đâu nó rồi. Cái sáng vậy? Cái này nó là cái huy hiệu thợ săn em ạ. Kiểu như là cái lúc mà em vào game em nhấn vào huy hiệu thợ săn thì nó sẽ có cái tác dụng gì đó là khi mà em giết cái mạng đầu tiên nó sẽ tặng thêm đồ đó. Ngon không? Hơi bị ngon luôn. Lên trên cái coi chứ từ nãy giờ em có 3 kill thôi em ạ. Ui. Lên trên nhớ cẩn thận nha. Chả biết như nào nhở. Lận lờ qua đây xíu coi nào. Tình hình là hôm nay chúng ta sẽ chơi một cái kèo xương xương. Đây. Top 1. Từ từ đánh coi nhở. Top 1 trận này nhở. Ten ten ten. Nổi top 1 không nhỉ? Top 1 chứ. Thật. Anh dân chơi mà, nghĩ sao không được top 1. Dân chơi không sợ như rơi. Các bạn đoán xem hôm nay trận này là mình có được top 1 hay không nhỉ anh em? Bao nhiêu phần trăm đây anh em đoán xem, comment ngay bên dưới video nhá. Chắc không đâu. Có chứ. Nghĩ gì? Sao em lại không tin anh? Em phải tin anh chứ nhở. Ủa, tin anh em được gì?
Ủa, chẳng nhẽ cái mặt anh thì không đáng tin hả? Không. Chết. Mặt anh điêu chết đi được. I love you baby. Yêu không? Không. À đủ. Gắt. Thôi anh em ơi, tập trung chơi game thôi anh em ơi. Hôm nay là tôi sẽ thể hiện cho bị bạn gái coi thường anh em ạ, là chúng ta phải chơi như nào, cố gắng kiếm top 1 luôn chứ nhở. Dân chơi sao phải sợ mưa rơi đúng không? Đây này, cái nâng giáp này tôi sẽ nâng lên quản. Giáp này là giáp xịn luôn anh em ơi. Ui, giáp 4.5 luôn. Thề luôn, với cái combo súng SK với lại MP40, top 1 hơi bị dễ anh em. Số nhá. Xem như nào lên trên cái nhở. Ok mọi người, 15 người chơi nữa thôi hả? Chắc là mình sẽ lượn lờ xuống phía dưới này coi. Bây giờ nhá, em thấy không, còn đúng 15 đứa thôi. Kiểu gì anh chơi trận này cũng được top 1 này. Dạo này anh bắn hơi bị siêu nhân luôn. Thì không vậy? Thiệt chứ. Sợi. Ủa sao vừa đi vừa nhảy vậy? Vừa đi vừa nhảy nó mới gọi là kiểu cao thủ em ạ. Giống như kiểu là vừa đi vừa nhảy, anh thích thì anh nhảy sương sương vậy thôi, có gì đâu. Có mỏi chân không? Không, mỏi làm sao được. Đã bảo siêu nhân mà, siêu nhân bay còn được. Đấy. Anh bay em coi đi. Thôi. À, có người ở dưới kìa anh. Đâu ấy, anh chưa thấy nó. Sao anh bay được, anh có phải... À quên, anh vừa bảo anh siêu nhân mà ta. Nhưng mà siêu nhân mệt quá rồi. Mày này. Siêu nhân mệt quá nên là siêu nhân không bay được em ạ. Nó xong bong keo đấy em. Mày này. Mày thích mới dậy không hả mày? Mày làm gì ở đây? Con lợn này, con chó lợn này mày làm sao? Ui, nó dựng bong keo nhiều quá anh em. À đi rồi. Mày có chừng tao nha mày. Anh em ơi. Thằng này á. Tôi ăn nó đơn giản thôi. Úi dồi. Đậu xanh. Hơi khoai. Đứng ngay góc này nha mọi người. Bây giờ mày muốn làm sao? Ê, bố mày lại sợ mày quá cơ này. Làm sao? À đủ. Từ từ anh em ơi. Nó ngay xong bong keo thôi mà. Rồi nhá. Ten. Mày chạy đâu? Chuẩn bị này. À đủ này. Ui, nó như bong keo vậy em ơi. Gặp phải thằng super bong keo rồi. Giàu thế. Đây này. Nó chạy lên này. Ui, nó chạy nhanh vậy. Vỡ đầu luôn. Sởi. Chạy nhanh thì làm sao anh cho nó vỡ đầu luôn. Thằng này tinh vi quá nhở. Nó tưởng anh là gà, nó chạy lên nó ăn đấy em ơi. Sởi. Nghĩ gì, tao có phải gà cáp xê đâu mày. Hay là mày thèm gà quá, mày lú lẫn rồi. Em thích gà. Thích gà? Tối ăn gà không? Có. Ăn gà tối nay nhá. Ừ. Thường thì anh em ấy, top 1 anh em sẽ được ăn gà nhá. Và ngày hôm nay đi, top 1 luôn, đăng video trong tối nay. Ăn gà luôn. Ăn gà tối nay với bộ combo súng lấy top 1 cực kỳ dễ, SK với lại MP40. Tại sao thì mình đề xuất cho anh em hai cái cây súng này? Đơn giản, SK với tốc độ bắn nhanh và ổn định, sát thương thì cũng vô cùng ổn định nữa. MP40 thì một cái cây súng anh em ấy, bắn vuốt tâm rất là dễ dàng. Đó. Nếu như mà anh em mới chơi game Free Fire mà anh em còn khó khăn trong việc lấy top 1 thì các bạn hãy thử luyện tay với combo súng MP40 với lại SK nha anh em. Rồi nha. Ây, anh em ơi, còn lại 9 đứa thôi. Ui, nó đi xe kìa. Nó khoe xe đấy em ạ. Còn lợn này. Mày thích khoe xe không? Mày thấy bố mày đi bộ mày khoe xe đúng không? Ui, vãi nổi. Đừng anh ơi em sợ. Anh ơi em sợ. Mày à? Mày hả bưởi? Con lợn này coi chừng cái đầu nhá. Ui. Yes sir. Hơi đi. Sir. Anh bắn nó vỡ đầu luôn. Ui dồi, thằng này tình vì thế nhở. Xong nó luôn rồi. Thế này top 1 dễ thôi anh em ơi. Có biết đâu thằng cuối bị chết làm sao. Đây có scoping này. Anh cân hết. Ui dồi. Anh cân hết em bảo sao, thằng cuối giết anh có tuổi gì. Trùng cuối hay là trùng đầu các thứ anh cân hết. Muốn ói quá. Muốn nói gì. Anh cái gì cũng giỏi nhưng giỏi nhất là bốc phép em ạ. Đấy. Biết ngay em sẽ nói cái câu đó. Có gì đâu, sợi. Nói bay anh cửa. Thôi sợ thôi, anh là một con người, người ta gọi là con người. Chưa bao giờ biết nói phép là gì cả. Ui, Si Kẹo là một con người kiểu như là trùng đẹp phép. Trai. Ơ, đẹp trai khoai to đấy, ui rồi. Bốc phép đâu, nãy anh giỡn thôi, giờ nói thiệt này. Thôi thằng nó làm gì vậy? Nó còn máu đây em, nó hết máu, nó còn máu đây. Ui, thằng nhà bong keo vậy. Yes, có bong keo rồi anh em ơi. Loè. Nhiều bong keo này để phòng thủ em ơi, lè loẹt đâu mà lè loẹt.
Không, em nói thằng đó nó mặc đồ lè loẹt á. À nó, thế thì lè loẹt là có phải mấy cái đồ bóng long xuyên ông cho nó nhảy đầm đúng không? Thế thì xanh mộng rồi. Mà bên trái này có người này, thề luôn thằng bé vừa bắn anh. Rát dã man em ạ. Uầy, đâu vậy? À đây nè. Đâu? Em thấy cái đầu nó không? Thấy vỡ đầu thấy. Nhá. Em tin không, thằng này vỡ đầu. Thật luôn. Bắn đi, coi từ thử từ, vỡ từ, không? Từ. Phải chờ nó chứ, anh chưa thấy cái đầu nó lòi ra. Các bạn xem kẹo thể hiện nè. Đây anh em yên tâm, anh dụng con keo chạy qua này đấy. Thằng bé ngày trên thôi. Cấu lựu cho nó ăn lựu này. Mày này chạy đâu con lợn? Ơ à, nó chạy chỗ nào rồi mày? Anh không thấy nó. Vai nổi. Ủa nãy thấy nó trên kia mà. Hình như là vẫn đang trên nóc nhà ấy. Đâu rồi nhỉ? Nani? Chắc là vậy rồi, nghe mày lên trên. Mà không thấy cơ. Mình nghĩ là à đây, nó có mày này. Tưởng trên nhà cơ. À, ủa, không phải là thằng đấy. Khác nhở, nên nó nhanh vậy. Em nghĩ là thằng khác đi. Ok. Thế cái thằng lúc nãy đâu nhở? À thằng lúc nãy chạy qua phía này thì đúng hơn này. Ui, nó ăn cái gì nó chạy nhanh vậy luôn em ơi. Anh chưa thấy nó luôn này. Và ai? Ghê như này ai chơi anh em. Sợ dã man luôn nhở. Ui, còn lại 6 thằng thôi hả? Ở đây có xe của cái thằng lúc nãy này, nhưng mà thôi anh nghĩ là không đi xe đâu, đi bộ đi. Đi bộ thì anh chạy vòng lên trên xíu cho nó an toàn này. Ơ có phải là có một đứa đây nè. Ồ nó đứng nữa kìa. Nó ngồi gốc cây này. Mày muốn gì? Còn lợn này lên vả nó. Dăm ba thằng mất dậy này. Xong xanh mộ 7 kill. Sời. Ghê. Ghê chứ. Làm sao mà không ghê được. Anh bắn thì công nhận là bét ra xua rồi em ạ. Bét ra xua là gì? Bét ra xua là như kiểu là trong cái game gì đó, game liên minh anh em ạ. Bét ra xua kiểu anh em chém xoẹt, kiểu như là master bậc thầy anh em ạ. Bậc thầy chém gió không? Anh chém địch anh có chém gió bao giờ đâu. Vậy là còn 4 thằng thôi nha anh em ơi. Hay xem như nào lên trên cái nhở. 4 đứa vậy là ồ, mình có 20% cơ hội chiến thắng rồi. Ngon. Em nghĩ xem, bây giờ anh chỉ cần 3 kill anh top 1, 10 kill nó đúng tiêu chuẩn siêu nhân luôn em ạ. Anh tự giết anh luôn. Cái gì anh tự giết anh á? Mà tự sát hả? Thôi. Đang kiếm top 1 mà. Ôi cái thằng nó bị buông keo kìa. Nãy bảo với anh em rồi, có kèo với anh em mà kèo top 1 mà. Đậu xanh này làm sao? Mày làm sao? Bắn nó đi. Từ từ anh chạy lên. Nó chơi ghê quá sao chơi em. Mày này. Con lợn này. Ui, bên trên có người luôn. Vai, bên trên có người kìa. Ui. Ui, cắt đi. Vai. Cái gì đấy? Quần trắng à? Xong. Yes, 9 kill rồi anh em ơi, thằng cuối tới cuối. Giờ là còn mỗi thằng cuối thôi nè mọi người nè. Chuẩn bị kẹo chết nè mọi người. Không, anh chết làm sao được. Anh phải hạ nó lấy top 1 chứ em ơi. Từ từ em ơi, hôm nay làm video cho anh em hai combo súng. À quên, hai cây súng đó là Scar với lại MP40. Dễ lấy top 1 nhất mà anh không làm được top 1 thì ai tin nhở. Úi dồi, mày chạy đâu? Sao tạt đá anh em ơi. Với combo này ngày hôm nay kẹo lấy top 1 easy anh em yên tâm nhá. Nó ngay sau tảng đá thôi anh em ơi. Cứ thế mà công qua mỗi tội bây giờ là không có một keo này hơi khoai. Không sao. Ui nó chạy qua kìa. Mày đùa với anh chắc à? Yes. Yes. Ê. Xung quanh anh là top 1 đây. Giờ thì bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ.